cho thuê rồi tùm lum hết trơn các anh chị không. Bây giờ thì toàn là những cái tòa nhà lớn lớn không mà cô bác anh chị, mấy cái mặt tiền nhỏ nhỏ thì người ta thuê hết rồi. Trước là nó là một cái cửa hàng bán đồ gia dụng hay đồ gì đó tiêu dùng như là hàng của Nhật hay gì, nhưng mà bây giờ thì dẹp lại, bán xong rồi người ta trả mặt bằng luôn. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Sáng hôm nay một ngày Sài Gòn mình trời cũng rất là nắng, cũng có một vài đám mây, dự báo là khoảng 9 giờ 10 giờ gì đó có mưa của anh chị, nhưng mà em thấy trời này trong xanh. Em đang đứng ở ngay chỗ cầu Nguyễn Tri Phương, ở phía trước của anh chị thấy không, cầu Nguyễn Tri Phương đó. Và đây là có một cái dãy nhà cũ cũ, hai bên cái chân cầu Nguyễn Tri Phương ngay chỗ Đại Thế Giới đó. Qua khỏi cầu Nguyễn Tri Phương này là bên phải chúng ta có cái công viên nước mà bỏ hoang mấy năm từ cái mùa dịch đó cô bác anh chị, giờ nó cũng hư hại nhiều lắm. Ở bên trái của em ở đây là con đường Võ Văn Kiệt này, chỗ này là bến Hàm Tử năm xưa nha. Có cái công viên nho nhỏ, có cây cũng mát mẻ ha. Và bây giờ là 8 giờ 35 phút sáng hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2024. Ngay chỗ cái góc này là có cái con đường Nguyễn Thời Trung, ngay chỗ cái bảng cấm xe hai bánh ba bánh đó, bên phải là quẹo vào con đường Trần Hưng Đạo ngày hôm nay, cái đoạn khách sạn Đồng Khánh. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Hôm nay tiếp tục là các clip lang thang dạo phố ở Sài Gòn, rất là vui được gặp lại cô bác anh chị. Em sẽ quẹo bên tay phải ngay chỗ cái chân cầu Nguyễn Tri Phương đó, và mời cô bác anh chị chúng ta cùng nhau đi dạo trên con đường Trần Hưng Đạo nha. Cái hướng từ ngay chỗ Đại Thế Giới này chúng ta sẽ đi về phía ngã tư Nan Si. Cái đoạn này là Đồng Khánh, ở đây thì xe máy được quẹo phải khi đèn đỏ đó cô bác anh chị. Đây, cái góc này. Ở đây là chúng ta sẽ đi vô ngay chỗ La Cai, khu La Cai Đại Thế Giới, con đường Nguyễn Tri Phương với con đường Đồng Khánh, tức là Trần Hưng Đạo ngày hôm nay đó. Ngay chỗ cái góc này cũng có nhiều cái nhà cũ cũ mà hình như ở đây người ta đang giống như người ta thuộc vào đó, cô bác anh chị ha, thuộc cái mặt tiền rồi vào đó. Em chạy ra hướng con đường Trần Hưng Đạo nha, và em sẽ quẹo phải, tiếp tục quẹo phải. Hôm nay em cũng muốn cập nhật cái tình hình làm ăn kinh doanh của bà con mình ở trên con đường Trần Hưng Đạo, Đồng Khánh. Và Đồng Khánh có một đoạn thôi các bác anh chị, từ ngay chỗ khách sạn Đồng Khánh trở về đây nè, đó cái đoạn mà em cập nhật trong cái clip ngày hôm nay đó là có một đoạn Đồng Khánh thôi đây ha. Còn bên trái lên hướng Chợ Lớn cũng là Đồng Khánh, nhưng mà hôm nay thì em không đi hướng lên Chợ Lớn. Chú chạy xe ôm mà chú đọc báo nè, chỗ đọc báo mà chú để tờ báo sát rạc luôn ha, bắt rồi chú lão rồi. Khu vực này là bên phía Đại Thế Giới thưa cô bác anh chị. Bây giờ thì nói chung là mắc bụi rồi, nó cũng nhanh hư cũng không anh chị, lớn tuổi chút xíu rồi đọc báo đọc đồ là thấy học không được rồi.
hướng này chúng ta sẽ đi về ngã 6 Nguyễn Tri Phương rồi ra chợ cá Trần Quốc Toản nha. Đây là những cái hình ảnh một buổi sáng sớm gửi đến cô bác anh chị. Xe cộ đông đúc, nhộn nhịp, âm thanh cuộc sống ha. Không biết là tình hình sắp tới làm ăn kinh doanh như thế nào. Trong khi đó thì giá vàng, giá đô liên tục tăng cao, vật giá liên tục leo thang. Thôi, em mời cô bác anh chị quẹo tay phải đây. Ở đây thì chúng ta sẽ phải đi ngược chiều nắng nha, ngược cái chiều nắng. Đó. Trời, hôm nay đang rất là nắng cô bác anh chị. Hiện tại đó, con đường này là con đường Nguyễn Thời Trung lúc nãy em đứng nè. Đứng đúng gần gần đây nè. Cô bán bánh mì. Ở đây là cái dãy nhà của người Hoa ha, một dãy nhà cũ. Đây bán rau má, nước đậu nành, rau má, đậu xanh rồi đó. Ở bên trái của em có quán chú Thòn. Đây nè, quán chú Thòn nha. Ngày xưa em nhớ có một cái bộ truyện chú Thòn đó. Không biết là cô bác anh chị có đọc cái truyện chú Thòn hay không. Ồ, đây bán nhà nè. Chạy ngang thấy cái tấm bảng rất là to. Cho thuê chứ ha, không phải là bán. Cho thuê. Đây con đường Nguyễn Văn Đừng nha. Em ít khi đi ngược lắm, ít khi đi ngược cái hướng này xuống lắm. Hôm nay chạy ngược lại để cô bác anh chị nhìn một cái góc nhìn khác. Đó, bên tay trái của em ở đây, khách sạn Đồng Khánh. Và ngã tư phía trước chính là ngã tư con đường An Bình đó cô bác anh chị. Trời nắng quá. Đây khách sạn Đồng Khánh. Trời nóng quá, đội cái nón to, cái đầu em nó cứ ngứa hoài. Con đường An Bình này bên trái thì chúng ta chạy ra hướng của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi đó, con đường Nguyễn Trãi đó. Còn bên phải thì chúng ta ra hướng của Võ Văn Kiệt, Bến Hàm Tử ha. Chỗ này cũng là cái khu phố đá phong thủy. Đó, nhà cửa cho thuê tùm lum. Tư, An Bình và Đồng Khánh. Bên này là bắt đầu Trần Hưng Đạo rồi. Nắng Sài Gòn đang chói chang quá cô bác anh chị. Rồi mời cô bác anh chị chạy trên con đường Trần Hưng Đạo tiếp tục với cái hàng cây này nha. Cây rất là mát mẻ luôn. Cuộc sống mưu sinh của Sài Gòn mình ngày hôm nay, đi đâu cũng thấy rất là nhiều cái hình ảnh như vậy cô bác anh chị. Đặc biệt là trên cái con đường Trần Hưng Đạo này, thường nếu mà đi ban đêm chúng ta mới thấy nó còn nhiều hơn như thế này nữa. Đường Trần Hưng Đạo là một con đường em rất là thích nha. Tới tối hoặc là ban ngày cũng vậy, chạy xe nó có rất là nhiều cái hoạt động ở trên đường. Hàng cây rất là mát mẻ. Bên trái của em ở đây có cái dãy nhà cũng cũ nè. Rồi chú đội nón lên rồi. Đó. Nắng quá mà. Sáng sớm trên con đường này nhà cửa cũng đóng nhiều quá ha. Chưa thấy làm ăn gì nhiều hết.
Ở đây bên tay phải của em là sẽ con đường Trần Tuấn Khải này chạy vào chợ Hòa Bình đó cô bác anh chị. Quận 5, ở đây em đang đi là thuộc khu vực quận 5, đây là một cái ngã tư thì không có đèn xanh đèn đỏ nha. Đây, bán đẩy xe nôi. Hôm nay nhiều cái hoàn cảnh của cô bác anh chị chạy vòng vòng trên đường và mình thấy nó cứ tùm lum hết trơn à. Bên tay trái của em ở đây là cái rạp Đống Đa nha. Cái góc rạp Đống Đa. Nhà bán này. Đó, cửa hàng làm ăn kinh doanh. Đấy, thua lỗ bỏ chạy luôn rồi. Dưới có một chú là đang nằm nghỉ đó, chắc có lẽ là chú ngủ từ đêm tới bây giờ. Trên con đường Trần Hưng Đạo này thì buổi tối ra đây chúng ta thấy rất là nhiều người, người ta ngủ bên vỉa hè đó cô bác anh chị đó. Rồi em mời cô bác anh chị chạy tiếp nha. Đây là ngã tư của con đường này là con đường Bùi Hữu Nghĩa cô bác anh chị ha. Bên trái về cái khu vực quay, đây là một cái nhà hàng quán ăn của người Hoa ha. Nhìn cái phong cách là biết rồi, dẹp tiệm rồi. Bên phải của em là chợ Hòa Bình. Chợ mùa này thì nói chung thì cũng bình bình, giống như cái tên luôn, bình bình thôi. Nhà cửa này cho thuê rồi tùm lum hết trơn các anh chị không. Em chạy chậm là tại vì trên con đường Trần Hưng Đạo này rất là nhiều cái khu kỷ niệm ngày xưa, những cái nhà cũ ngày xưa đó vẫn còn tới ngày hôm nay các anh chị không. Đoạn đường này em thấy cũng nhiều khách sạn lắm nha, khách sạn massage rồi cũng nhiều lắm, mà đa số là cũng người Hoa không à. Mấy cái khách sạn nhà hàng nè ha. Ở đây là con đường Nhiêu Tâm. Đường đi vô chợ Hòa Bình, khu bán vàng bạc trang sức. Nhắc đến vàng, em coi tự vàng hôm nay nhiêu, giá nhiêu. Ui, 88.300.000 rồi. Quá căng thẳng luôn. Mới hồi sáng coi 87.500.000, bây giờ nhảy lên 1.000.000 nữa. Quá trời quá đất. Rồi em mời cô bác anh chị đi hướng xuống bệnh viện Sông Chính nha. Chấn thương chỉnh hình ngày hôm nay đó.
Ở đây là con đường Huỳnh Mẫn Đạt của bác anh chị. Mùa này nóng nóng cho nên máy lạnh rồi doanh thu tốt lắm. Máy lạnh hoặc gió đồ này kia đó, mấy cái thiết bị làm mát cho gia đình đó. Đây chúng ta đi ngang con đường Huỳnh Mẫn Đạt nha. Bên phải thì chúng ta ra ngay đường Võ Văn Kiệt, tức là bến Hàm Tử năm xưa đó. Đây có ốc lắc này của bác anh chị nè. Chỗ này là bệnh viện chấn thương chỉnh hình ngày hôm nay, bệnh viện Sùng Chính, có cái ký túc xá. Đây là cái Victoria khách sạn nhà hàng trước năm 75 ha. Người ta dẹp hết xe hết hàng rong, chỗ này giờ trống không. Khung cảnh cuộc sống của người dân mình ở khu bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Cái khu ký túc xá này nó cũ lắm rồi, khách sạn này nó cũ lắm rồi. Đó, bệnh viện này các anh chị thấy trên này cũng cũ lắm rồi, và bây giờ người ta cũng làm thêm một cái cơ sở mới nằm ở bên đường Phạm Viết Chánh đó, gần bệnh viện Từ Dũ của bác anh chị. Đây là vị trí của ngân hàng là SCB, tòa nhà SCB, trời gió thổi quá trời. Và con đường bên trái em là con đường Lê Hồng Phong, tức là Petersky đó các bác anh chị, chạy về hướng của đường 3 tháng 2 nha, Trần Quốc Hoàng ngày xưa. Ở đây Thánh Thất Sài Gòn, Tòa Thánh Tây Ninh. Đó, nhà cửa nè. Bây giờ thì toàn là những cái tòa nhà lớn lớn không mà cô bác anh chị. Mấy cái mặt tiền nhỏ nhỏ thì người ta thuê hết rồi. Những cái tòa nhà to to lớn lớn như thế này đa số là cái giá thuê nó cao đó, cho nên là khó cho thuê hơn. Trong cái thời buổi làm ăn này thì người ta cũng sợ lắm, đâu có dễ gì mà bỏ tiền ra hàng tháng mấy chục triệu trăm triệu để thuê cái mặt bằng đó. Ở ngay cái chỗ này bây giờ người ta bỏ hết, lúc trước là làm một cái bãi giữ xe ở đây nè. Cái bãi này lớn lắm nha, xe máy xe hơi dự ngày đêm luôn. Bây giờ đóng cửa là dẹp rồi. Trên đường này ngân hàng nhiều ghê, đa số hầu hết tất cả các ngân hàng, các thương hiệu ngân hàng nằm trên đường này đều đủ hết. Một con đường đẹp thưa cô bác anh chị. Trước năm 75 thì đối với con đường Trần Hưng Đạo này, một bên Sài Gòn, một bên Chợ Lớn, và nó được ngăn cách với nhau bởi những cái bởi một cái cánh đồng rộng mênh mông. Từ ngã tư Nancy đi ngược về Chợ Lớn là một cái cánh đồng đó. Nhà cửa này giữ xe đồ cà phê luôn. Còn ngày hôm nay thì nói chung nhìn qua nhìn lại thì cũng khó phân biệt rạch ròi giữa quận nhất và cùng quận 5. Hai bên nào cũng làm ăn kinh doanh nhộn nhịp. Đó, nhà cho thuê trên con đường này cũng chưa thoát được những cái hình ảnh khó khăn của nền kinh tế.
bây giờ đi làm lương tháng 5-7 triệu nó không có đủ sống của bác anh chị. Cho nên bây giờ cũng là một phần lý giải tại sao những người có bằng cử nhân, có bằng đại học, người ta đi chạy xe ôm nhiều là vậy. Bên trái của em là cái lăng mộ Petrus Ký, Trương Vĩnh Ký ha, ngay chỗ quận 5 này, khu chợ Quán. Em vừa mới đi ngang qua đường Trần Bình Trọng đó, chợ Quán đó. Xuống dưới này thì chúng ta sẽ về ngã tư Nancy. Đi làm học 5-7 năm đại học ra thì vô công ty làm lương tháng 5-7 triệu thiệt, nhiều khi không bằng bà bán bánh mì mấy tiếng đồng hồ buổi sáng. Cho nên là bây giờ rất nhiều người có bằng, người ta đi xe ôm, chạy xe ôm là vậy đó, là không phải là người ta không kiếm được việc, nhưng mà việc đó nó không có phù hợp, không phải không phù hợp mà nó lương bọt, lương nó bèo bọt đó các bác anh chị. Bên phải của em là cái chung cư 727 gì đó ngày xưa này, chung cư có nhiều lời đồn ma quái rồi đó. Họ thấy cái lương văn phòng nó thấp quá, thôi đi chạy xe ôm. Đó, bên trái của em là một cái cửa hàng Thế Giới Di Động ha, họ đã đóng cửa lâu rồi, mấy tháng rồi. Phía trước đây là con đường Nguyễn Biểu cô bác anh chị, bên trái về đường Nguyễn Trãi khu Bắc Ái nhà trường Đại học Sài Gòn ngày hôm nay á. Còn bên phải lên cầu Chữ Y đi về quận 8 nha. Lên cầu Chữ Y thì một hướng về Bình Xuyên, một hướng về Chánh Hưng. Mời cô bác anh chị cùng đi xuống ngã tư Nancy. Hôm nay không biết là xăng có giảm hay không. Nghe đồn là có thưa cô bác anh chị. Trên đường này cô bác anh chị thấy hai bên rất là nhiều sắc màu, người ta buôn bán kinh doanh làm ăn, và rất là nhiều người, rất là nhiều công việc khác nhau đó. Đầy đủ hết luôn á. Rồi em chạy xuống ngã tư Nancy đây. Ở đây con đường Nguyễn Văn Cừ cắt ngang là con đường Cộng Hòa đó. Và bên trái thì về ngã 6 Cộng Hòa, bên phải thì về hướng quận 8 đường Dương Bá Tràng. Chờ đèn đỏ luôn cô bác anh chị. Nhà cửa cho thuê. Đây có những cái nhà cũ ha. Nắng quá. Mưa cũng được vài ba trận lớn rồi. Nhưng mà dù gì thì Sài Gòn vẫn đang ở cái mùa nắng nóng. Mùa nắng đó, mùa khô. Chưa có qua cái mùa mưa cho nên là còn nhiệt độ nắng nóng lắm. Bên này là quận nhất thưa cô bác anh chị. Đó, chúng ta qua quận nhất rồi, từ quận 5 qua quận nhất rồi.
em đi vào bên trong này chút xíu nha. Đình. Nhà cửa này cũng tựa lừa hết này. Ở trong này thì mình thấy được cái cuộc sống làm ăn của người dân mình rõ hơn. Bên ngoài đường thì xe chạy không à, cho nên em chạy vô trong này. Cứ một chút mình đi vô trong rồi chút mình đi ra ngoài. Cô bác anh chị có biết cái vị trí này không? Cái vị trí của cái thánh đường Hồi giáo ha, thánh đường Hồi giáo không? Jamiut gì đó. Đó. Rồi em chạy ra ngoài. Chút bên trong, chút bên ngoài. Chắc là 9-10 giờ không có mưa đâu. Thấy dự báo thời tiết nói mưa nhưng mà trời này không có mây luôn á. Nắng sáng cho nên là em kiếm cái con đường cây mát mẻ như thế này chạy về cho nó mát. Bây giờ này đi chạy ngoài cái đường nắng nắng cũng mệt lắm, nó ngứa khắp người á cô bác anh chị. Đây là con đường Nguyễn Cảnh Chân nha. Ai mà ngờ cái vaccine đó cô bác anh chị, đó mấy hôm nay đang thu hồi đó, cái vaccine gì em quên mất rồi, Astra gì đó. Tự nhiên cái lâu quá rồi không nhớ vaccine Covid, chỉ nhớ có Moderna, Pfizer với lại AstraZeneca gì phải không, em quên mất tiêu rồi. Nói chung cái loại vaccine đó bây giờ gây cái cục máu đông của các anh chị thấy không đó. Đâu có ai mà ngờ dịch bệnh tới rồi, đâu có ai mà ngờ vaccine có rồi, ngờ luôn cả mấy cái cục máu đông nó, hèn chi sau khi mà chích vaccine xong thì người trẻ rồi đó cũng bị tai biến đồ quá trời luôn. Em mới chích có 3 mũi thôi, đợt sau người ta bắt chích mũi thứ tư á thì em không có chích nữa, trốn trốn luôn rồi đó. Chích 4 mũi chắc hẹo quá cô bác anh chị. Cho thuê nhà em chạy tới ngay chỗ này là trường Trần Hưng Đạo bên tay trái này. Con đường Trần Đình Xu Phát Diệm chạy về bên trái là về hướng của huyện Cư Trinh ra huyện Trại ha, tức là đường Võ Tánh đó. Còn bên phải thì ra Võ Văn Kiệt, tức là bến Chương Dương, chỗ này là bến Chương Dương rồi. Sale toàn bộ cửa hàng chỗ này cũng lâu rồi nè, hết
dẹp cửa hàng rồi mà cũng chưa có cho thuê được nhà ha. Hồi trước là nó là một cái cửa hàng bán đồ gia dụng hay đồ gì đó tiêu dùng, hình như là hàng của Nhật hay gì. Nhưng mà bây giờ thì dẹp lại, bán xong rồi người ta trả mặt bằng luôn. Nó vẫn còn rất là nhiều những cái hình ảnh thuê nhà hai bên đường ha, cho thuê. Rồi em sẽ băng ngang con đường Hồ Hảo Hớn này nha, Huỳnh Quang Tiên á, bên phải này, còn bên trái là đường Cống Quỳnh. Cống Quỳnh đi về hướng của phố Bùi Viện với lại ra chợ Thái Bình. Đây xe đậu dày đặc luôn ha. Ở chỗ này là bệnh viện răng hàm mặt. Cô bác anh chị biết cái bệnh viện răng hàm mặt này ngày xưa ở vị trí này là cái gì không? Em thấy nhà thì nó cũng cũ cũ này, nhưng mà không biết là có phải cũ từ thời trước 75 hay không. Chỗ này em thấy có vẻ cũng ít cô bác anh chị chia sẻ. Ngay bệnh viện răng hàm mặt đối diện với lại bệnh viện bên trái là cái khách sạn Pullman năm xưa, bây giờ khách sạn Pullman ngày hôm nay. Ngày xưa là Metropole đó cô bác anh chị, ngay góc này đó, ngay góc Metropole đó. Rồi em băng qua cái góc đường Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hắc Nhu nha. Đó, bên trái của em là cái rạp Hưng Đạo ngày xưa. Đó, bây giờ là cái nhà hát cải lương Trần Phượng Trang, với sát bên là cái tòa nhà chung cư cũ. Cũng vừa cập nhật những cái hình ảnh ngày hôm nay kinh doanh buôn bán làm ăn, rồi cập nhật những cái hình ảnh ngày xưa cũ đó, nhà cửa. Vài bữa có thấy cho thuê, vài bữa có thấy cho thuê quá trời, bên trái em cũng cho thuê. Ồ, về đây hôm nay thấy xuất hiện cũng nhiều cửa hàng mới cho thuê ghê á cô bác anh chị. Cứ người đến rồi đi, người đến rồi đi không ạ. Rồi em mời cô bác anh chị đi xuống á, tới đường Nguyễn Thái Học nha. Đây là góc đường Đề Thám với Trần Hưng Đạo thưa cô bác anh chị. Bên phải của em đây là nhà thờ Tin Lành Chi Hội Sài Gòn. Đó. Bên trái là quẹo vô Bùi Viện rồi, ngã tư quốc tế nằm phía sau. Và cái rạp Bảo Hồng của anh chị thấy không? Đó là cái rạp Nguyễn Văn Hảo năm xưa đó, bây giờ là rạp công nhân.
Sáng nay em thực hiện một cái clip đi dạo một đoạn trên con đường Trần Hưng Đạo như thế này, hy vọng cô bác anh chị có những giây phút thú vị cập nhật tình hình làm ăn buôn bán và cảnh đời phố phường Sài Gòn. Ở phía trước là chúng ta tới con đường Nguyễn Thái Học rồi, và chắc em cũng sẽ tạm dừng các clip của mình ở vị trí đó ha. Hết năm nay hy vọng là kinh tế sẽ hồi phục, công việc làm ăn sẽ ổn định hơn, ít chạy xe ôm hơn và ít có nhà cho thuê hơn. Thôi, em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an và thật là nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Ở đây thì chúng ta quẹo trái, chúng ta sẽ chạy về hướng của ngã 6 Phù Động nha. Bên phải thì chúng ta chạy về cầu Ông Lạnh. Đó, đây là trường Nguyễn Thái Học nè. Bên kia thì chúng ta có rạp Đại Nam sát bên trường Nguyễn Thái Học đó. Trời Sài Gòn thì em nghĩ có lẽ là khoảng 4 giờ 3 giờ chiều nay thì sẽ có mưa. Chứ còn bây giờ tới trưa thì chắc không có. Thôi, em xin tạm dừng các clip và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở các clip sau. Bye bye.